Mẹ tỷ phú Elon Musk gắt sâu ở tuổi 75. Mẹ Musk không xem tuổi tác là trở ngại khi theo đuổi sự nghiệp thời trang. Ở tuổi 75, bà đắt sâu chụp ảnh, tham dự sự kiện. Trên hàm đỏ tiệc từ thiện Alpha Gala Khan, người mẫu kiêm chuyên gia dinh dưỡng May Musk, mẹ tỷ phú Elon Musk tạo dáng với trang phục ánh bạc sang trọng. Bà chia sẻ với phóng viên People, tôi 75 tuổi và đang làm tốt mọi thứ. Ở tuổi này, bà May vẫn đắt sâu dự sự kiện, làm người mẫu ảnh. Bà không cảm thấy bản thân vô hình khi bước vào tuổi lão niên. Mấy bác bỏ chủ nghĩa tuổi tác khi nói, với tư cách một chuyên gia dinh dưỡng, tôi không gặp vấn đề gì về tuổi tác. Trong vai trò người mẫu, mẹ Elon Musk kể được mọi người thường xuyên ủng hộ. Vì vậy, bà chưa bao giờ phải lo lắng về công việc này. Mấy thích tận hưởng hào quang và khoác lên người những trang phục đẹp. Theo bà May, hãy luôn giữ thái độ tích cực và hài lòng với mọi thứ, từ đó bản thân sẽ cảm thấy trẻ trung hơn. Đây cũng chính là bí quyết duy trì vẻ ngoài rạng rỡ của bà. Tôi không làm việc quá sức vì như vậy sẽ làm tổn thương chính mình. Tôi từng thử điều đó và rút ra kinh nghiệm, May nói thêm, đồng thời tiết lộ bí quyết sở hữu làn da đẹp là phải luôn tránh nắng kỹ càng. Tháng 5 năm 2022, May gây bất ngờ khi xuất hiện trên tạp chí Autumn Sport Illustrated Swimsuit. Bà diện bộ swimsuit nhún bèo giá $345 của Michael Coronel kết hợp cùng hoa tai vàng hình cây cọ phù hợp với hơi hướng mùa hè. Để trở thành người mẫu áo tắm cho Sport Illustrated, ai cũng xem tôi như một phụ nữ điên rồ, mẹ tỷ phú Tesla chia sẻ. Bà cảm thấy rất vui khi những phụ nữ lớn tuổi cũng có thể mặc đồ bơi và được tạo điều kiện lên ảnh bìa. May Musk bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ hơn 50 năm trước. Vào năm 69 tuổi, bà trở thành người mẫu lớn tuổi nhất của thương hiệu mỹ phẩm CoverGirl và có thể nói việc bà xuất hiện trên Sport Illustrated Swimsuit cũng là bước ngoặt trong sự nghiệp.